Nghiệp anh Yên không? Sao không lấy nón đội anh? Rồi quá phụ mẹ ngồi mà nắng thôi. Cái này anh Gọc bên Bắc Nẵm hơn đi á. Anh đứng bên này anh lấy cái cây anh Gọc xuống hả? Chờ qua cắt. À. Cắt tới hả anh Cao mà. Tới chờ. Mẹ nói nhiêu đây không đủ, lượng lát mẹ đi hái thêm nè. Mẹ nói không đủ, mẹ đi hái thêm. Không đủ gì? Em đâu biết đâu mẹ nói vậy. Ôi nhiều lắm á. Anh ơi, nói nhiêu đây nhiều lắm nè. Nói hai trăm bánh. Đó. Tàu là cho năm cái đó. Tàu có 5 cái bánh rồi đó nha anh Yên. Thì đúng rồi đó, như tàu dây sao được 5 cái thì tính vậy đi. Lên tới mấy chục tàu. 10 tàu 50 cái, 40 tàu. Đủ không? Đủ 40 không? Chắc 40 à. Không tới đâu. Ừ. 2 nè, 4 6 8 9 nè. Đấy đó nó 10 đó. Rồi. Kém luôn nè. 2 nè, 4 nè. Còn mười mấy tàu nữa. À, hộp ba tàu. Hộp ba tàu. Ba tàu hả chứ không phải mười mấy tàu nữa. Thôi hái thêm mà chục tàu thôi đi. Trừ hao lá rách. Trừ hao lá rách. Giỏi quá trời luôn ta. Rồi mà nắng hơn rồi mẹ không gì lấy nước lá rồi. Giao chỗ nào? Đó ở Cà Mang Rào á. Cà Mang Rào đi mà qua ó làm rớt cái dao bển hả? Thôi dặn chục dao luôn à. Làm dặn chục dao. Dặn chục dao luôn mà thật đó. Trời ơi làm lẻ sợ đi đó. Dễ quá à. Dễ giỏi quá. Phải hút dục luôn. Rồi. Gặp cái nắng cái phơi cái nó dẻo nó đeo à. Ồ xin hai vậy rồi. Rồi, thôi đi vô. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Gần đúng rác á. Mẹ đi hái thêm. Như đây không có đủ rồi. Rồi, để mẹ đi hái thêm.